là rộng ngay chỗ khu vực ngã ba Đồng Tâm. Đây là phần mé trên nè ha. Rồi ngay ngã ba Đồng Tâm thì đây là hướng đi thẳng lên cầu dẫn cầu Đường Miễu nè, thì sẽ đi lên cầu chính luôn á. Và phía dưới nè, phía dưới ngay ngã ba Đồng Tâm thì ở đây cũng giải phóng mặt bằng rất rộng ở khu này. Quý em sẽ vừa xin chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại ngã tư Đồng Tâm này cả nhà. Đây là khu vực ngã tư Đồng Tâm ha. Ở đây là ngay điểm đường, đầu điểm đường dẫn vào cầu Đường Miễu 2, đường DT870 nó, khu vực đó là xe ra vào đường, đầu đường DT870. Và khu vực này là của FPT Shop nè, rồi điện máy xanh đang được tháo dỡ để giải phóng mặt bằng này cả nhà. Tháo dỡ để giải phóng mặt bằng làm đường dẫn cho cầu Đường Miễu 2. Khu vực này sẽ cầm mặt bằng rất lớn ha, để làm một cái vùng xây. Và bây giờ từ khu vực này em sẽ đi vào trong khu đường DT870. Nhìn ra đây là khu vực FPT ha, được tháo dỡ và những căn nhà của người dân ở đây đang được giải phóng mặt bằng nè. Bây giờ em sẽ đi vào tuyến đường DT870 này luôn, chia sẻ hình ảnh về việc giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng của đường DT870 này. Thì tuyến đường này cũng đang được giải phóng mặt bằng để mở rộng. Rồi em cũng đã đi vào trong một đoạn đó nha. Thì nãy đầu ngoài đó đi gặp mấy anh quản lý, em cũng né né mặt kia, nên em chạy vào một đoạn đầu trong chia sẻ tiếp tục với nha. Thì em sẽ đi đến khu vực ngã ba Sòi Hột nè, rồi đến ngã ba Đồng Tâm nè. Ở khu vực này đã được bơm cát trước đó, đại cát trước đó ha. Cái nền đường thì vẫn còn thấp, thì mưa hổng rài nước đọng. Phía dưới thì đã được trải đá nè. Lúc nãy em đi từ tông ra trước cái nhà thì thấy có nhiều đoạn cũng đã được trải đá xanh rất là đẹp. Đây, đoạn này em đi gần đến với ngã ba Sòi Hột rồi. Ở khu vực này thì nước đọng nè, mưa mấy hôm nay nước đọng cả nha. Em đi khu vực này thì cũng gần đến với ngã ba Sòi Hột rồi cả nha. Khu vực này là cũng địa điểm đông đúc ha. Giải phóng mặt bằng rồi, ở đoạn này thì cũng chưa có được đẩy nhanh tiến độ cho lắm.
khu vực này người dân cũng đang cất nhà cửa sửa chữa qua nãy để sau khi hoàn thiện thì sẽ hòa nhập vào con đường mới. Ở đây vẫn còn nhiều khu chưa có giải phóng mặt bằng đồng loạt. Khu vực ngã ba Sòi Học, đây khu vực phía dưới này thì trước có một cái điện máy xanh nè, đã được giải tỏa giải phóng mặt bằng rồi. Ở đây hiện tại thì còn cái là Bách Hóa Xanh vẫn còn ở khu vực này vẫn chưa có thể giải tỏa được. Bách Hóa Xanh thì vẫn còn hoạt động bình thường. Bây giờ thì trời chuyển mưa rồi cả nhà ơi. Đây khu vực này đã được phun cát nè, cái cảnh tiến hành đổ những cái đường cống thoát nước, đã đổ bê tông lớp đầu tiên lớp dưới rồi, những chuẩn bị lớp thép để đổ bê tông những cái lớp tiếp theo. Ở đây thì đã được đến đổ đá nè, mặt đường thì thấp hơn cái đường cống nè, nên nước bị ứ lại. Đây khu vực này thì hai bên đã được trải đá nè, nhìn con lộ rất là rộng luôn, lộ dành cho 6 làn xe ha, nhìn rất là rộng ha. Được nâng cấp từ 2 làn xe lên 6 làn xe, làm đường dẫn chính cho cầu Rạch Miễu 2. Thì từ cầu ngã tư Đồng Tâm đến ngã ba Đồng Tâm thì tầm khoảng 4 km cây nè. Đây là những cái đường cống đã được đổ lớp 1, lớp 2 và những cái phần thép chờ để được lắp và đổ tiếp tục phần đường cống. Ở đây thì mới đổ đá nè và sẽ tiến hành lưu đá ở khu vực này. Mưa nước ngập cả nhà, mưa nước ngập công trường. Đây thì đang tiến hành lắp thép vào, chuẩn bị đổ bê tông cho cái phần bê tông đợt 2 cho phần cống. Đổ rất là nhiều cái cống thoát nước nè, rất là nhiều luôn, để chuẩn bị lót xuống làm cái đường cống nhé, nó thông thoáng hơn. Phần cái cống ngang đường này trước đã làm hoàn tất phần mặt dưới ha, nửa bên, và nay tiến hành làm cái phần nửa bên của phần trên nữa. Các anh đã tiến hành đóng những cái cừ ván thép nè để làm cái đường cống qua giữa đường. Thì phần dưới này đã hoàn tất và lắp đá để cho bà con đi tạm. Phần trên thì đang tiến hành làm. Ở khu vực này thì mới tiến hành được lắp cát nè, ở đây đang mới tiến hành được lắp cát ha, và trời mưa thì rất là lầy luôn. Đây khu vực này cát mới vừa được lắp nè, còn trong này thì tiến hành lắp thép rồi lắp băng vuông để đổ bê tông cho đường cống. Này đoạn này được lắp cát mới nè, thì chưa có ba ra ha, vì khu vực này đang bị ngập nước. Trong thì những phần
bê tông đã được đổ cho đường cống, những cái quán khuôn chưa tháo ra. Động này rất nhiều cát mới cho cái đoạn đường này. Này xe cuốc nè, rồi xe bồn nè, phục vụ cho đường này rất là sình lầy khu vực này luôn. Đi đoạn này đã gần đến với ngã ba Đồng Tâm rồi các bạn. Đoạn ngã ba Đồng Tâm này bắt đầu từ đây thì giải phóng mặt bằng cũng rất là rộng ha, để sau này sẽ làm một cái vòng xây lớn ở khu vực ngã ba Đồng Tâm. Ở đây thì giải phóng mặt bằng cũng chưa có đồng đều, đoạn nào đồng đều thì sẽ được đẩy nhanh tiến độ hơn, sẽ được các máy móc thiết bị đến đẩy nhanh tiến độ. Còn ở khu vực này chưa có đồng đều thì chưa có được làm. Đây, đoạn này tới khu ngã ba Đồng Tâm nè, thì mé trên thì sẽ được giải phóng mặt bằng rộng hơn. Nó bằng rất là sâu vào trong luôn cả nhà. Ngã ba Đồng Tâm. Phần giải phóng mặt bằng. Phần mà giải phóng bằng mới này, hôm đó có một số ngôi nhà được giải phóng mặt bằng mới nè. Bây giờ thì nhìn khu này rất là rộng luôn. Còn cái khu này rất là rộng ngay chỗ khu vực ngã ba Đồng Tâm. Đây là phần mé trên nè ha. Rồi ngay ngã ba Đồng Tâm thì đây là hướng đi thẳng lên cầu Rảnh, cầu Đường Miễu nè. Thì sẽ đi lên cầu chính luôn á. Và phía dưới nè, phía dưới ngay ngã ba Đồng Tâm thì ở đây cũng giải phóng mặt bằng rất rộng ở khu này. Rồi hôm nay em đã chia sẻ từ đoạn ngã tư Đồng Tâm đến đoạn ngã ba Đồng Tâm. Cảm ơn cả nhà đã xem video và theo dõi ha. Chúc cả nhà xem video nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Nè, phần bên trên này việc giải phóng mặt bằng cũng rất là nhiều nè.